con đang làm gì đó luôn. Chuẩn bị hướng dẫn mọi người cách đánh răng kiểu mới nè. Bắt đầu nha. Trước tiên xả ít nước vô bàn chải, rồi trét một ít kem đánh răng tươi ruộng vào, hơ hơ miếng nước, cười cái. Rồi giờ bắt đầu liếm. Liếm 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 liếm. Sau khi liếm hết kem đánh răng thì các bạn đã hoàn thành quá trình đánh răng rồi đó. Hay bà cố luôn phải không? Tư ruộng mobile.com hân hạnh tài trợ video clip này. Hãy đến với Tư ruộng mobile để cập nhật những công nghệ đỉnh cao và tốt nhất.